Dẫu xa muôn trùng tôi vẫn có thương sao là thương. Nhớ ai xuôi thuyền bên cửa đêm trắng soi đêm trường. Và nhớ tiếng hò ngoài vẫn lâu chiều đau. Ước nguyện thế duyên nhau. Nhấn mạnh một từ là hoàn hảo về thiết kế, bởi vì sao? Nó đẹp thực sự. Em ơi chờ anh. Xin được chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Sóng Âm Thanh. Và thời gian qua thì cũng chuẩn bị khá kỹ để review cho anh em một cái bộ combo karaoke cao cấp của DB Acoustic. Nhưng mà đến hôm nay thì em mới nhận ra là càng chuẩn bị thì mình càng không có gì phải chuẩn bị cả. Được, hào hán, hào hán. Bởi vì sao ạ? Khi một món ngon đã đặt ngay trước mắt các bác và trang trí một cách rất là đẹp rồi thì việc của chúng ta chỉ là gì ạ? Tất nhiên là chúng ta chỉ có thể thưởng thức nó nữa thôi. Và với âm thanh thì cũng thế, khi mà các bác đang còn băn khoăn về việc mình sẽ lựa chọn những cái thiết bị nào để phối hợp với nhau, để phối ghép với nhau cho ra một bộ dàn karaoke chất lượng, thì DB Acoustic gửi đến ngay với các bác một giải pháp. Đó là gì ạ? Một bộ DB Acoustic LX Series được hoàn hảo về thiết kế. Em phải nhấn mạnh một từ là hoàn hảo về thiết kế, bởi vì sao? Nó đẹp thực sự. Và với bộ combo LX Series của DB Acoustic này thì các bác có thể nhìn thấy là mang một hơi hướng hi-fi. Nó sẽ là tiên phong trong cái ngành công nghiệp âm thanh này. Và nếu các bác sử dụng thì sau vài năm nữa thôi cũng không thể bị lỗi thời được. Và với một bộ combo hoàn chỉnh như thế này thì chắc chắn là sau video này anh em sẽ phải băn khoăn thêm một chút rằng chúng ta sẽ lựa chọn cái gì. Chúng ta sẽ đau đầu tiếp tục lựa chọn phối ghép những thiết bị, hay là chúng ta sẽ lựa chọn nguyên một combo đảm bảo về hình thức cũng như là lẫn chất âm. Và với bộ combo này sẽ tiết kiệm được cho anh em rất nhiều thời gian để và chúng ta suy nghĩ về những việc mà lựa chọn từng thiết bị một để phối ghép với nhau tạo nên một bộ dàn karaoke hay cho gia đình mình. Và không để các bác phải chờ lâu nữa thì bây giờ em sẽ điểm lại tất cả các sản phẩm mà trên những video trước em đã review từng thứ thiết bị một. Và hôm nay thì tổng quan tất cả sẽ nằm ở đây, một bộ combo LX Series cao cấp của DB Acoustic, với sự xuất hiện đầu tiên là một cặp loa DB Acoustic LX-S82 với công suất là 350W và peak lên đến 700W, với những đường nét rất mềm mại, với e-căng dập lỗ tổ ong và có ấn chìm ở trên cái mặt e-căng là DB Acoustic, logo DB Acoustic Technology. Dòng này thì sẽ có hai lỗ thông hơi đằng sau anh em nhé. Và tiếp theo là một chiếc subwoofer với đường kính củ bát là 40cm LX-S87, công suất 600W, peak lên đến 1200W, cho ra những tiếng bass cực kỳ mạnh mẽ. Và đây là hai thiết bị đã phát tín hiệu đến tai người nghe rồi. Và trước khi phát tín hiệu đến tai người nghe thì chúng ta có nguyên một dàn thiết bị để xử lý âm thanh. Các bác có thể nhìn thấy là cực kỳ đẹp. Và bộ thiết bị của chúng ta thì bao gồm những gì ạ? Đầu tiên thì sẽ là một bộ micro DB Acoustic LX-M8, là dòng micro thuộc phân khúc cao cấp cho chất âm cực kỳ bay, sáng và nhẹ, rất là dễ hát. Và tiếp theo là một chiếc vang DB Acoustic LX-D8, đây chính là bộ não của bộ dàn các bác nhé. Tất cả các tín hiệu của mic, của nhạc đều truyền qua chiếc vang này và được xử lý cực kỳ sạch, cực kỳ đẹp, với bộ effect rất chi là mềm mại, hát rất là dễ và chống hú mức độ rất cao. Và tiếp theo là một chiếc quản lý nguồn DB Acoustic LX-P8, một thiết bị, một chiếc áo giáp bảo vệ tối đa cho nguồn điện của bộ dàn karaoke chống chập cháy. Và cuối cùng trong một bộ thiết bị cao cấp của chúng ta đó là một chút gì đó rất cơ bắp đến từ cục đẩy DB Acoustic LX-A8. Đây là một cục đẩy 4 kênh với công suất là 800W một kênh và sử dụng mạch Class D các bác nhé. Rồi, và với tất cả những thiết bị ở đây thì em cũng đã có những cái video riêng lẻ để giới thiệu và review kỹ từng thiết bị một đến anh em rồi. Và khi sử dụng bộ combo LX Series này thì anh em không phải băn khoăn về một vấn đề gì mình đã gặp phải trước giờ khi chơi audio nữa. Bởi vì sao? Bởi vì món ngon đã có sẵn trước mắt rồi. Đẹp tất cả, đẹp hoàn hảo về thiết kế, rất phù hợp với những không gian gia đình sang trọng, hiện đại. Và cũng như chất âm chắc chắn sẽ được test ngay sau đây và không làm anh em thất vọng. Ok, bây giờ thì thử luôn nhé. Rồi, và bây giờ thì sẽ cùng thưởng thức chất âm từ bộ dàn cao cấp DB Acoustic LX Series gửi đến các bác nhé. Xin mời. Chiều nào bơ vơ trên cánh nhìn em đang ngây thơ.
xõa tóc hững hờ. Ngày lại ngày tôi hay xa đó tìm kiếm chiếc có mỗi riêng người. Những giấc đó em hay đi qua thì tôi đây đi ra chờ sẵn lâu rồi. Bóng dáng đó tôi hay theo sau, chiều nay sao bóng bỏ đi rồi. Giờ một mình lang thang trên cát, lòng tôi như đang nghe biển khóc âm thầm. Dồn tình này như bao cơn sóng, ngày tháng sau đêm không bên bờ. Những phép đã trăm năm yêu ai, chờ ai cho hôm nay trời đất hao mòn. Đến như dấu chân hôm nào em đi, chiều nay dấu đã phai rồi. Cho tôi xin cơn sóng chỉ sâu bờ, đừng quay ra khơi cho tình phai bờ vờ. Cho tôi xin cơn gió hãy du hơi, đại dương trong tim tôi đừng khóc. Cho tôi xin em vẫn đứng bên đời, để cho con tim tôi còn mãi chơi vơi. Cho tôi xin em tóc xóa trong chiều, biển xanh muôn đời đẹp mãi. Cao cấp này các bạn nhé. Và tất nhiên rồi, một món ngon bày ngay trước mắt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chỉ việc thưởng thức mà thôi. Đáp ứng đầy đủ tất cả những tiêu chí mà các bác có thể lựa chọn cho bộ karaoke gia đình nhà mình.
với một thiết kế cực kỳ hiện đại và sang trọng, cũng như là một chất âm rất hoàn thiện có thể đáp ứng nhu cầu giải trí của gia đình một cách tối đa nhất. Và các bác cần thêm những thông tin gì về bộ combo karaoke lợi cao cấp này thì hãy liên hệ ngay với Sóng Âm Thanh theo số điện thoại là 0393551234 hoặc là 0988556011. Tất cả những thông tin về từng thiết bị một thì bên em sẽ đăng tải lên website của Sóng Âm Thanh, đó là songamthanh.vn hoặc là fanpage Sóng Âm Thanh Official. Và bây giờ xin được chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo nhé.